Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Tâm Tử nha. Kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và an nhiên trong cuộc sống nha mọi người ơi. Thì trong video này Tâm sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ về thủ thuật máy tính đó mọi người. Thì như mọi người đã biết thì khi chúng ta sử dụng máy tính thì cái máy tính chúng ta nó bị lỗi. Công nghệ nó bị lỗi mà chúng ta không thể sử dụng được cái bàn phím nữa mọi người. Thì cụ thể là bàn phím chúng ta nó bị lỗi. Và có một số nút nó không thể nào bấm ăn được mọi ha, dùng nó bị một số nút nó bấm nó không còn cái tác dụng nữa. Thì tất nhiên là một là chúng ta phải đem thay cái bàn phím đó thôi mọi người ha, chúng ta phải thay cái bàn phím khác đó. Đối với cái máy tính để bàn của chúng ta thì cái việc mà chúng ta thay đổi cái bàn phím đó, nó rất là dễ dàng thôi mọi người. Thì chúng ta cứ rút cái dây ra thì chúng ta thay bàn phím khác gắn vô là ok nhất. Nhưng mà có khi mọi người biết là khi mà chúng ta sử dụng laptop đó mọi người thì cái việc mà chúng ta thay cái bàn phím khác thì nó là một cái vấn đề khác và nó sẽ khó khăn hơn là cái việc mà chúng ta thay bàn phím của máy bàn nha. Thì chính vì vấn đề đó thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ thôi trong cái việc sử dụng máy tính đến tất cả mọi người, và cũng mong là cái mẹo nhỏ này sẽ giúp ích cho mọi người trong một số trường hợp cần thiết ha. Và cụ thể là cái bàn phím của chúng ta bây giờ, hiện tại bây giờ ví dụ như bây giờ là chúng ta không thể sử dụng được và sử dụng được một vài phím thôi ha, hoặc là có một số phím nó bị liệt ha, không thể nào sử dụng được. Thì bây giờ Tâm sẽ chia sẻ cho mọi người một cách chúng ta có thể sử dụng tạm thời cái bàn phím của hệ điều hành Windows ha. Thì đối với mọi người có thể sử dụng tạm thời để trong lúc chúng ta cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng tạm thời trước khi chúng ta thay cái bàn phím mới ha. Thì cách này là cái cách mà để hỗ trợ tạm thời cho chúng ta thôi, và cái cách này thì cũng được hệ điều hành Windows chúng ta nó hỗ trợ cho chúng ta ở trong máy luôn ha. Thì cái bàn phím đó chúng ta gọi là bàn phím ảo ha mọi người. Bàn phím ảo nghĩa là sao? Nó không thật à, nó chỉ là một cái chương trình mà do Windows nó đã tích hợp sẵn ở trong hệ điều hành Windows ha. Chúng ta có thể chạy trong Win 7, Win 8, Win P được, nhưng mà bây giờ Win P có thể mọi người ít xài rồi ha. Đa phần là chúng ta xài từ Win 7, Win 8, Win 10 đổ lên ha mọi người ha. Thì cái cách này chúng ta có thể sử dụng cho các Windows cái hệ điều hành đã được ha. Rồi bây giờ chúng ta vào này chính. Thì để làm sao để chúng ta được có một cái bàn phím ảo. Nếu một ngày mà cái bàn phím chúng ta không sử dụng được. Ok, đây là cái bàn phím thật của chúng ta ha. Cái bàn phím thật và chúng ta có thể sờ bằng tay được. Cái điều đó quá đơn giản này. Thì chúng ta sẽ tận dụng một cái bàn phím mà có sẵn trong máy chúng ta, đó là một cái chương trình tích hợp ha mọi người ha. Thì Tâm sẽ hướng dẫn cho mọi người để được làm được cái bàn phím ảo. Thì mọi người sẽ bấm trên cái bàn phím chúng ta nè ha, đây là một nút này ha, nút này là có lá cờ nè mọi người ha. Đầu tiên mọi người nhấn giữ cái phím lá cờ này, chỉ phím R nè ha. Thì chúng ta giữ cái phím lá cờ này xuống, nhấn và giữ phím lá cờ, và chúng ta sẽ bấm đang giữ phím lá cờ, và chúng ta bấm đồng thời cái phím R này ha. Thì khi chúng ta bấm cái phím R Windows và phím R đó, nó sẽ hiện lên một cái bảng cho chúng ta ha, đó là cái bảng của dòng lệnh menu run ha, menu lệnh đó mọi người. Thì chúng ta sẽ vào đó chúng ta bấm tiếp ha. Bây giờ các bạn bấm vào Windows R trước nè ha, nhấn giữ nút Windows, bấm R. Thì khi đó nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái bảng ở trên màn hình như thế này. Thì là bảng này mọi người, bảng của menu run nè ha. Đây, đây là bảng của menu run. Thì lúc này khi có bảng này mọi người sẽ bấm vào cái bấm chỗ chuột vào cái ô cái chữ chữ open đó mọi người ha. Bấm vào cái chữ O S K cho Tâm ha. Tên zoom gần cái bảng đó lại cho mọi người nhìn nha. Đây tâm dần zoom gần cái bảng lên cho mọi người dễ nhìn ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ bấm vào chỏ chuột vào cái ô này ha. Khi mà cái chỏ chuột nó nhấp nháy đó thì chúng ta sẽ bấm vào chữ O S K ha. O S K. O SK hai mọi người. Rồi sau đó mọi người bấm Enter. Thì nó sẽ hiện cho chúng ta một cái bàn phím ảo như thế này.
Đây mọi người, bàn phím ảo này hiện ra nè mọi người. Đây là bàn phím ảo mọi người nha. Thì chúng đây khi mà chúng ta bấm được cái bàn phím này thì mọi người cứ sử dụng cái này thôi, cứ vào đây bấm những cái phím này thôi ha, bấm vào đây thôi. Ví dụ chúng ta tạo một cái đánh để chúng ta đánh thử ha. Đây bạn. Thì chúng ta sẽ đánh thử dưới đây nè. Đó bạn, à, thấy không? Thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ sử dụng cái bàn phím ảo này để thay thế cho những cái phím nào mà trên bàn phím của chúng ta bấm nó không có tác dụng nha mọi người ha. Thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh mọi người luôn là cái bàn phím ảo này nó chỉ thay thế cho chúng ta tạm thời, mà cụ thể là ít ra thì cái bàn phím thật của chúng ta nó cũng vẫn bấm được cái chữ OSK. Hai người, thứ nhất là phải bấm được cái chữ OSK trước mới được. Còn khi mà chúng ta cái bàn phím thật của chúng ta mà nó đã hư hoàn toàn, không thể sử dụng được bất kỳ phím nào hết trơn thì cách này không được. Tất nhiên ha mọi người ha, không thể nào sử dụng được đâu. Thì cái cách này á, là Tâm cũng nhấn mạnh luôn là cái vấn đề nó nằm ở đó. Thì ít nhất cái bàn phím thật của chúng ta phải bấm được cái chữ đó thì chúng ta bấm mới được ha. Còn ví dụ như bấm từ menu tranh mà chúng ta bấm được thì chúng ta làm sao? Thì các bạn sẽ vào đây ha, bấm vào chữ ta này cũng được. Ví dụ như bây giờ cái bàn phím chúng ta không thể nào bấm được cái chữ Windows và R ha, để vào menu tranh thì mọi người vào đây đúng không, mọi người bấm vào đây. Đấy, mọi người vào cái ô đó. Thì mọi người bấm vào chữ OSK nè. Đây, mọi người bấm vào chữ OSK này. Chỗ ô này ha. Thì trên này nó sẽ hiện chữ OSK cho chúng ta đây nè. Mọi người thấy không? Đó nó sẽ hiện cho chúng ta cái OSK cho đó. Thì chúng ta bấm vào đó thì nó lại hiện cái này thôi. Đó là cách đó chúng ta đi vòng một chút nhưng mà nó sẽ làm được. Nha mọi người. Còn nếu mà nó bấm không được chữ OSK nữa là thua luôn á. Thì cách này thì cũng nhấn mạnh cho đó mọi người ha. Rồi, ok mọi người, thì đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ của Tâm gửi đến mọi người ha. Thì cũng mong là cái video này sẽ giúp ích cho mọi người lúc cần ha. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Tâm Tử nha. Thì là bàn phím ảo mọi người ha. Thì cái video chia sẻ đến mọi người về cái bàn phím ảo tới đây Tâm cũng xin kết thúc ha. Thì cũng cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi video của Tâm Tử nha. Và xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo và gần đây nhất của Tâm Tử nha. Thì Tâm cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.